Hôm qua, Tòa án Nhân dân huyện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Minh Nơi, sinh năm 1994 ở ấp 1 xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 10 và bị cáo Nguyễn Văn Hồ, sinh năm 1995 ở khóm 4 thị trấn Mỹ An về tội cố ý gây thương tích. Dù việc thêm một lần nữa cảnh báo về tình trạng dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn đang ngày càng một phổ biến trong lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay. Lúc 23 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2013, Nơi và Hồ đi uống rượu tại một quán nhậu tại ấp Phú Mỹ B, xã Mỹ An. Trong lúc nhậu thì xảy ra cự cãi với Nguyễn Minh Nhật và Đặng An Sơn, cũng là khách tại quán. Sau đó Nơi cầm giỏ chai nước ngọt đã bể phần đáy, cùng với Hồ xông đến đâm vào vai, cổ và lưng của Nhật và Sơn, rồi bỏ đi. Nguyễn Minh Nhật và Đặng An Sơn được một người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Tháp 10. Theo kết luận của Trung tâm Pháp y Sở Y tế Đồng Tháp, tỷ lệ thương tật của Nguyễn Minh Nhật là 15% và Đặng An Sơn là 8%. Sau đó hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Tháp 10 đã tuyên phạt Nguyễn Minh Nơi 3 năm tù và Nguyễn Văn Hồ 2 năm tù.